chung mà lên thì liệu UCA có thua không anh? Nói chung là UCA thua thì nó là hiển nhiên rồi, thiệt hại nó là hiển nhiên rồi. Thế nhưng mà Nga sẽ không ở thắng. Đối với lại các nước phương Tây và Mỹ đấy, nó chỉ cần Nga không thắng thôi. Chứ còn UCA thua hay UCA thắng nó không quan trọng cơ mà. Nó chỉ làm cho Nga không thắng thôi. Và Nga thua đấy, mà thua cũng phải phải ở trong giới hạn thôi. Chứ không phải là thua mẹ mới mất mặt được. Để mà đuổi được Nga mà về bên kia biên giới đấy, tôi nghĩ rằng cần một phép màu. Người UCA cần một phép màu. Chứ còn một khi mà Nga nó đã vào chiếm bốn cái vùng này nhá, thì có lẽ nó muốn đuổi Nga ra đấy, thì có lẽ là nếu là Việt Nam thì cũng phải mất khoảng 20 năm. Còn nếu là UCA đấy, thậm chí nó phải mất cả 100 năm, thậm chí 200 năm sau. Nếu những người UCA còn đủ tình yêu và nhiệt huyết. Tôi nói các bạn nó như thế. Việt Nam chúng ta cũng vậy. Việt Nam chúng ta bị Pháp nó xâm lược ấy. Có phải ngày một ngày hai chúng ta đuổi nó ra đâu. Cũng phải mất cả 100 năm chúng ta mới đuổi được họ ra. Sau đó Mỹ nhảy vào, chúng ta phải mất 20 năm chúng ta mới đuổi được họ ra. Chứ một vài năm UCA làm sao đuổi được thế. Cho nên là cái chuyện mà bảo UCA là thắng hay thua khi ông này lên, ông không bao giờ có chuyện đấy. UCA chắc chắn là thua rồi. Thua là bởi vì sao? Là bởi vì ông đã là chiến trường của cuộc chiến. Ông đã bị gọi là một cái cường quốc lớn nó nhảy vào nó xâm chiếm. Ông đã mất, ông lại còn đau nữa. Chỉ có điều là sau cái thua đấy UCA được đền bù bằng cái gì? Có thể là gia nhập EU, chứ còn gia nhập NATO nó là con đường nó mịt mờ lắm. Đấy, nếu mà ông gia nhập EU được ấy thì phần nào là ông sẽ được gọi là đền đáp lại. Chứ còn với Nga chẳng hạn, có chiếm được bốn cái vùng, năm cái vùng đấy đi chăng nữa. Nhưng mà Nga bây giờ bỏ công ra đi gọi là săn lấp hố bom không thì nhá, đi ủi hết cái hố bom không thì cũng đã mất mẹ một lửa giếng dầu. Chứ còn cuộc chiến này nó sẽ kéo dài, còn kéo rất là dài, còn âm ỉ nhau, cuộc đối đầu còn âm ỉ nhau. Nó có tạm dừng hay không thôi. Chứ còn dù là chung với Biden thì Ukraine đã thua rồi, bởi vì đất nước của ông trước đây thì nó chỉ là nội chiến, ông chỉ bị mất hai cái tỉnh Donetsk, Lugansk thôi. Nhưng sau này Nga nó nhảy vào mất cả Kherson, mất cả Zaporizhia. Bây giờ Kharkov, Kharkiv cũng đang dần dần rơi vào tay của Nga rồi. Cuộc chiến thì vẫn âm ỉ, Ukraine thua, thiệt hại nặng. Theo anh nhận định thì chung lên tình hình thế giới sẽ như thế nào? Nói chung là chung lên thì thế giới vui hơn, đặc biệt là thế giới chính trị tại Việt Nam. Lâu lâu có những bài phát biểu, lúc thì mị dân, lúc thì khá là cực đoan. Nói chung là nó sẽ nhộn nhịp hơn, chứ còn chung quy lại tiền trong túi của bọn tư bản ai móc của chúng nó ra được đâu. Cứ thằng nào đem lại lợi ích cho nó thì chúng nó đến nó đầu tư cùng nhau phát triển. Còn nếu như mà không có lợi là nó sẽ không đầu tư, thế thôi. Bây giờ anh nói thật, anh nhìn chính trị bây giờ nó nhìn khác rồi. Không phải như ngày xưa là Việt Nam bắt tay với Mỹ, Việt Nam với Mỹ yêu thương nhau, nghe nó hoành tráng. Nó khác. Bây giờ chúng ta nhìn thấy bản chất của xã hội tư bản. Cái thằng gọi là chính phủ của Mỹ là cái thằng đứng lên để tiêu tiền của Mỹ, tiêu tiền thuế của dân Mỹ. Chứ còn cái thằng, cái động lực của đất nước Mỹ, bộ máy của đất nước Mỹ nó chính là cái thằng tư bản, các cái ông chủ của các công ty. Đấy, các ông chủ đấy chỗ nào có lợi là nó đến nó đầu tư, còn không có lợi là nó không đầu tư, thế thôi. Chứ còn Trump với lại Biden chẳng hạn, nó chỉ là giống giống như một lão quản gia đấy, có tí tiền thuế đấy, mày muốn xây cái gì thì xây, muốn xây tường rào cũng được, muốn mua cây cảnh, muốn mua gọi là gỗ gạc đấy, tùy thích tiêu thì tiêu. Còn tư bản nó mới là động lực phát triển của nước Mỹ. Nước Mỹ để Biden làm tổng thống không khác gì Brazil để Mourinho làm huấn luyện viên, cổ động viên nó không vui thì rõ ràng. Nói chung là không có những đòn đánh đẹp. Chung lên thì nó nhiều lúc nó có những cái chiêu thức đòn đánh đẹp, nhiều điều nó đéo hiệu quả. Ông tổng thư ký mới của NATO có quan điểm cứng rắn như với Nga, nhưng ông cũ không lưu đi, cứng hay không cứng thì cũng đành phải chịu bó tay trước Nga. Thì thằng nào dám đối đầu va đập trực tiếp với Nga, nó kiểu gì kiểu nó có giới hạn của nó chứ. Tao trêu chó anh trêu có giới hạn thôi, chứ trêu mẹ đến gần quá nó khập cho cái vào chân dại gì, phải giữ khoảng cách chứ. Ông mà lên làm tổng thư ký thì lên làm tổng thư ký thôi, nhưng mà các nước nó đều có quyền lợi của nó cả, cái gì đúng thì chúng nó nghe, bắt buộc thì chúng nó phải theo, chứ còn cái gì mà liên quan đến cái quyền lợi, đến cái sinh tử của đất nước của chúng nó làm sao chúng nó nghe được. Cãi bằng bằng ngày.